một chỗ khác nha, một công ty khác nha, là ở Nung Vi. Cái biển này rất là đẹp nha mọi người. Cái chỗ mà tụi mình ở bữa trước á thì nó dạng như là giống như khu resort nghỉ dưỡng á, rất là yên tĩnh, biển sạch đẹp, nhưng mà nó không có nhiều hoạt động. Tụi mình thì thích activity cho nên là tụi mình chỉ ở đó 2 đêm thôi, sau đó là tụi mình di chuyển tới cái chỗ này thì đi taxi khoảng 1 tiếng là mình tới đây. Ở đây cũng là biển, nó cũng giống như cái kiểu dạng như là ở Vũng Tàu á, nhưng mà biển này rất là sạch và xanh. Ok, giờ tụi mình buổi sáng ở đây rất là yên tĩnh nha, nghe chim hót rít. Đây là cái khu của mình ở bên ngoài gần biển. Cái khách sạn mình ở tên là Zanjirao, ngay chỗ Nung Vi, ở biển Nung Vi nha mọi người. Chỗ này phòng hơi nhỏ nhưng mà rất là sạch sẽ và chủ khách sạn rất là thân thiện, rất phù hợp cho những bạn đi theo dạng tiết kiệm thì nên chọn đây. Từ cái khách sạn của mình á thì mình đi tới cái hồ con rùa đó khoảng tầm 10 phút đi bộ. Nó nằm ngay chỗ Nung Vi Beach, ở trong cái khu vòng vòng ở đây nè. Ở đây là người ta gọi là chợ cá thì vì sát ngay biển luôn. Bây giờ là 10:30, ở ngoài biển bây giờ nước cạn rồi cho nên là mọi người có thể đi bộ tuốt ở ngoài xa đằng kia, có thể thấy coi được cái gọi là sao biển. Nắng rất là nắng nha, nắng lắm. Bây giờ tụi mình đang đi bộ tới hồ con rùa. Rồi mình tới nơi nha. Manali Natural Aquarium. Đây là cái hồ con rùa nha mọi người. Có rất nhiều con rùa ở đây. Họ thả ở đây nè. Có rất nhiều con rùa lớn ở đây. Yeah. Khi bạn muốn vô thăm thì bạn phải mua vé. Một vé là khoảng 20.000 shilling. 20.000 shilling là khoảng tầm 220 tiền Việt Nam, là khoảng $10. Là khoảng $10. Đây là bảng giá. Rùa ở trong hồ này là khoảng 8 tháng tuổi. Họ giữ tách biệt với những con rùa lớn hồ ở ngoài hồ bự là tại vì mấy con rùa nhỏ này nó ăn cá, nhưng mà mấy con rùa lớn thì nó không ăn cá nữa, nó chỉ ăn rong biển thôi. Mình đang đi vô hồ con rùa. Đây là rùa tự nhiên hết nha mọi người, rất là bự lắm, bự hơn rùa mình thấy ở chùa Phước Hải. Trời, con rùa này bự lắm luôn á, rất là bự. Ăn rong biển nè mọi người ơi. Trời ơi. Oh my god. Ôi, mau very big. Oh, no, I'm very scared. It's okay, we can watch them here. Oi. The big one is coming now. Oi. 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 Yeah. Very big. Oh my god. He wants food. Don't go. Really, I want to go and show. Con này bự lắm nha.
Ở đây mình cũng có thể xuống dưới tắm chung với rùa được nha mọi người. Đây họ cho phép được xuống tắm với rùa, nhưng mà mình phải hỏi họ và xin phép trước. Hả? Rất bự nha mọi người. Nè nhìn con này nè. Rất là to. To lắm. To kinh khủng luôn. Nè mình đang cho nó ăn trong biển nha. Quá trời. Quá trời lại. Ok, everyone can have food. Don't worry. Okay, you so far I feed for you. You can feel. They will bite you. Yeah, for sure. Too high, dude. Oh my god, rồi. You scared of everything. Ở đây mình thấy có hai con rất là to, nặng tầm khoảng 160kg đến 200kg. Thì mình nghe họ nói là cứ mỗi một năm họ sẽ thả rùa ra ngoài biển tầm khoảng 2 lần. Hả? For you anymore. How are you? Still hungry. Đây là xương con cá voi mắc cạn và bị chết xong dạt vô bờ. Họ tìm thấy ở Tanga, Tanzania. Vào năm 2006 từ ở miền Nam Châu Phi là khoảng 15 tuổi. Đây. 12 đến 16 mét. Đây là xương của nó nha mọi người. Rất là dài và to. Đây là xương thiệt nha. Oh, these are dolphins. Đây là con pufferfish. Cái con này rất là độc nha. Khi mà đây là xác của nó nè. Ôi không dám đụng. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.